Tùng Ngô Vang Vọng xin gửi lời chào đến toàn thể các bác. Hôm nay em làm video này để tiếp tục giới thiệu thêm cho các bác về thông tin chiếc đồng hồ rất là độc lạ này. Em xin nhắc lại một chút, đây là một chiếc đồng hồ độc lạ. Có cái mặt đồng hồ là một bức tranh được vẽ thủ công. Có logo Odo ở giữa đây. Kính phía dưới là kính hoa hồng. Và tất cả những cái chi tiết trên chiếc đồng hồ này đều là những cái thứ gọi là cao cấp nhất, những gì mà tốt nhất của Odo. Đây là chiếc vỏ thùng có khắc dấu ở đây nhé. Một trong những thương hiệu làm vỏ thùng cho Odo ở đây. Mời các bác ngắm thêm về cái phần mặt tranh này. Các cái vết chổi cọ vẽ nổi lên trên này nhá. Này. Nổi lên rất là đẹp. Vẫn có chữ Made in Fancy ở đây. Vẫn có logo Odo và Portable Westminster. Em nghĩ rằng là cái chủ nhân của cái chiếc đồng hồ cũ này là một trong những người rất là yêu nghệ thuật và yêu tranh. Có thể là người ta vẽ cái bức tranh này, sau đó người ta gửi cái bức tranh này cho nhà máy Odo để người ta làm riêng. Và không phải tự nhiên một thương hiệu lớn như Odo mà người ta chấp nhận những cái đơn hàng như thế. Thì em nghĩ là những cái chủ nhân mà người ta đã thừa riêng được những cái sản phẩm độc lạ thế này thì họ là những cái người rất là có địa vị hay là có quyền lực trong cái xã hội thời bấy giờ. Như chiếc này cũng còn nguyên mọi giấy tờ của Odo nhé. Rất là độc lạ và hiếm. Đó. Giới thiệu tiếp một chiếc chút nữa, đó là bộ côn này là bộ côn nùi thép đen bóng nhé. Và bây giờ em sẽ thử luôn cái tiếng chuông để cho các bác thưởng thức. Bản gai carillon nhé. Âm thanh đánh không quá nhanh và cũng không quá chậm, không bị rời lạc. À, đây là bản Westminster ạ, em xin lỗi. Rất là hay, âm thanh tuyệt vời. Ngậm nghĩa thêm một chút nữa về cái phần vỏ thùng này. Em cho qua giờ để em chuyển sang bản gai carillon nhé. Phần viên inox này rất là sáng, cực kỳ sáng luôn, bóng. Nó là inox chứ không phải là nhôm. Nếu là nhôm thì nó sẽ bị xỉn, nhưng mà inox thì không bao giờ. Bình bong tuyệt vời. Âm bình bong mà hiếm có chiếc đồng hồ nào có thể sánh lại được. Đây, gạt ra như thế này để chơi bản gai ni lông này. Em sẽ dạo một vòng nhé, dạo một vòng nhạc này.
chưa được hoàn hảo cho lắm là do cái nghe cái tiếng này là biết là sắp hết ổ cót rồi. Đó, này, sắp hết ổ cót rồi. Mời các bác ngắm lại cái tác phẩm nghệ thuật này một lần nữa này. Mặt đồng hồ cực kỳ đẹp. Quả lắc cũng chuyện ô đô nhé. Đó. Rất là tuyệt vời. Số nổi bóng. Vần gỗ mịn. Bốn góc, bốn bông hoa hồng cực kỳ có ý nghĩa. Này các bác tìm hiểu trên wiki á, thì các bác biết được rằng là biểu tượng bốn bông hoa hồng nó có ý nghĩa là như thế nào, cực kỳ ý nghĩa. Đó. Tuyệt vời. Khi mà đóng cái lắp này lại thì cái bức tranh này nó càng đẹp hơn. Tại vì đây là một cái mặt kính nổi ạ. Rất là đẹp. Rồi, các bác nhớ bấm subscribe kênh, bấm nút theo dõi đó để ủng hộ kênh của Đồng Hồ Vang Vọng nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.